안녕하세요. 저는 민하입니다. 저는 베트남 사람입니다. Hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi dạo một vòng chợ ở gần nhà mình nhé. Ở chợ này là một cái chợ nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy nó bán cũng khá là nhiều đồ rồi. Trái cây á, vào mùa này á, thì không có nho với lại dâu đâu. Chỉ có chủ yếu là dưa hấu nè, rồi một ít đào và cà chua, rồi dưa lê nữa, như vậy là hết rồi đó. Mình rất là muốn ăn nho và dâu nhưng mà đi không có đúng mùa á, cho nên là không có được hai loại trái cây đó. Hải sản á, thì mình thấy bây giờ thì nó không còn được tươi nữa, chắc tại là vì mình đi vào đầu giờ chiều nè. Ngoài ra đồ ăn thức uống á, rất chi là nhiều luôn, và mình thấy món nào mình cũng muốn ăn hết cả. Bởi vì xem mấy cái review mà ở trên YouTube á, thì người ta bán đồ ăn ở ngoài chợ nhưng mà rất chi là ngon. Mà nói chung tại vì no quá nên không thưởng thức được món nào cả. Cái món nào mình ưa quá thì nhờ mẹ nhà mua xong rồi về nhà ăn chung thôi à. Mình thấy là ngoài ra người ta còn có bán các loại mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, đồ này kia cũng đầy đủ lắm chứ bộ thiếu gì đâu. Thịt thì người ta đã đóng gói sẵn từng loại và đã có ghi sẵn giá tiền rồi. Cái mà mình sợ nhất khi đi chợ đó chính là khi mà các bà chủ mà kêu lên giá, ví dụ như là thịt hay là cá này kia, mình đâu có biết ngõ trả đâu, hỏi nhiêu đương nhiêu à. Còn ngày xưa có một lần đi chợ xong rồi bị người mình trả quá nửa luôn ấy chứ, bị người ta chửi một lần đó, tới bây giờ là vẫn còn sợ luôn, không dám ra chợ. Cho nên là mình thấy khá là hài lòng về cái chợ bên này, tại vì nó ghi giá rồi, mình không cần phải trả giá. Hay là mình không biết nữa, có nhiều món ví dụ như là quần áo hay gì đó thì mình cũng thấy người ta ghi giá hết rồi. Không biết là có những cái món đồ nào mà không có ghi giá hay không. Cái này là ban chan nè, ban chan dành cho những người mà quá tấp bật với công việc này, không có thời gian mà ở nhà mà làm những cái món đó, thì họ có thể ra chợ để mà mua, tại vì người ta bán sẵn hết tất cả mọi thứ rồi. Ở bên mình á thì cà chua này dùng không phải giống như là một loại trái cây đâu, mà nó dùng để ăn kèm với salad hoặc là với các món kho luộc này kia đầy đủ á. Nhưng mà bên này á, cà chua thì mình thấy trong làm trái cây luôn á, kiểu mình thấy nhà mẹ chồng mình hay ăn cùng với trái cây luôn. Cái này là lương này, lương này thì mình thấy người ta đã nướng và nhìn thấy đẹp á, mình nói là mẹ mua cho con một miếng. Nó có cả hành này là hành đã muối chua rồi á, còn cái ớt nữa. Cái lương này á, thì người ta đã ướp sẵn sốt teriyaki thì phải, thì mình ăn và mình thấy vị như vậy. Còn ở đây là mì nè, nói tới đây là nước miếng chảy rồi nhưng mà không ăn được nữa, no nhưng mà vẫn thèm nha. Rồi có cả nhộng nữa, nhộng thì cũng kho nồi nồi vậy đó, ai mua thì người ta bán cho rồi đem về vậy thôi. Mọi người thấy không, đồ ăn thức uống rất chi là nhiều, giá như mà có thêm thời gian nhiều nữa mà ở bên này để mà trải nghiệm thật là lâu thì thích biết mấy. Đây, sau khi đi xong để chồng ở nhà ăn mì gói, mẹ chồng mình dắt mình đi chơi với bạn của mẹ, đi ăn nhà hàng rồi đi uống cà phê. Sau đó về chồng giỏi cho nên là dắt chồng đi mua cà phê uống nè. Cái quán cà phê lại một quán nó màu vàng nữa đúng không nào. Xin chào mọi người nhé, cùng chờ đón với mình vào những video tiếp theo. Nhấn hit cái xeo.